Chào nhé, vậy là lại 7 ngày đã trôi qua và chúng ta gặp nhau trở lại trong bản tin recap, nơi chúng tôi tổng hợp và bình luận về những thông tin đáng quan tâm nhất về thế giới xe hơi trong tuần vừa qua. Và tuần vừa rồi thì chúng tôi cũng đã trở lại với một series livestream mang tên là Reply, nơi mà tôi và bạn Haruji sẽ trả lời những cái câu hỏi thuộc diện nổi cộm nhất, đồng thời dành thời gian để giao lưu trực tiếp với anh em. Bạn nào mà đã bỏ lỡ phần nội dung này thì có thể dễ dàng tìm kiếm để xem lại ở ngay phần trang chủ của app tôi, mục thứ tư tính từ bên trái sang. Ở đây thì chúng tôi luôn luôn tin rằng phần giao lưu mang tính trực tiếp như vậy sẽ khiến cho chúng ta xích lại gần nhau hơn. Và như thế thì trong thời gian tới, đội ngũ làm nội dung của cái app cũng sẽ cố gắng để làm đa dạng hơn phần nội dung livestream này. Và bây giờ thì trở lại với một thông tin đáng quan tâm nhất trong tuần vừa qua, đó là bảng danh sách những mẫu xe ăn khách nhất tại thị trường Việt Nam trong tháng 2. Và cái tên đầu bảng thì không có gì quá là xa lạ, chiếc Hyundai Accent. Cái tên ăn khách nhất thị trường Việt Nam trong tháng 2 là Hyundai Accent thì không có gì quá xa lạ và thực ra cũng không có gì để bàn nữa. Mẫu xe này nó thể hiện quá tốt những sự hấp dẫn, những cái khía cạnh mà khiến cho những người mua xe lần đầu cảm thấy thú vị. Ví dụ như là giá rẻ, có nhiều đồ chơi và thiết kế thời trang. Thực tế thì ngoài chuyện Accent là mẫu xe phù hợp với những người mua xe lần đầu thì các đối thủ cũng đang dường như là nhường sân chơi cho mẫu xe Hàn Quốc này. Tại phân khúc hạng B hiện nay chúng ta nhìn thấy Mazda 2 đã biến mất từ rất lâu rồi. Honda City thì vẫn khó thu hút được người ta bằng một cái mức giá tương đối cao so với mặt bằng như vậy. Và Toyota Vios mặc dù là mẫu xe quốc dân nhưng đang dậm dịch ra mắt phiên bản facelift thứ 3 rồi nên người ta cũng sẽ không quá mặn mà với cái tên Nhật Bản này. Và bởi thế thì tôi cũng có chia sẻ với anh em ở trong nhiều video, đó là sự phù hợp thì nó quan trọng hơn là sự hay ho. Đôi khi thì có rất nhiều người họ cảm nhận được rõ ràng là Honda City chạy hay hơn Accent rất nhiều, nhưng ngân sách của họ chỉ có vậy thôi, cho nên cuối cùng thì Accent mới là cái tên phù hợp nhất. Qua về phân khúc crossover hạng C thì khá thú vị là mặc dù đang giảm giá để dọn kho, chiếc Honda CR-V lại không tìm kiếm được cho mình một vị trí ở trên bảng xếp hạng. Mà thực ra những cái tên ăn khách vẫn lại rất là quen thuộc, Toyota Corolla Cross và Mazda CX-5. Mazda CX-5 thì cũng tiếp tục dọn kho để chờ đợi một thế hệ mới sắp ra mắt rồi. Còn Toyota Corolla Cross thì thôi, sự thành công của nó chắc không phải nói nhiều nữa. Ngoài ra nếu các bạn có xem một vài video head on thời gian gần đây của chúng tôi thì cái lượng người comment lựa chọn xe Tory này, lựa chọn Sportage thì rất là nhiều. Nhưng mà tôi lại cũng thường nói với các bạn đó là gõ ra comment là tôi mua hoặc tôi chọn ở trên YouTube ấy, nó dễ hơn rất nhiều so với việc là các bạn ấn Enter chuyển khoản ngân hàng để chọn một mẫu xe. Tiếp đó thì chúng ta đến với một khu vực mà có thể coi là đã từng thuộc diện rất rất nóng, đó là crossover hạng B. Tuy nhiên bây giờ nhìn vào bảng xếp hạng thì các bạn sẽ thấy khu vực này cũng đã nguội đi khá nhiều. Cái tên còn sót lại duy nhất bây giờ là Hyundai Creta. Mặc dù ra mắt sau mẫu xe cùng tập đoàn là chiếc xe tốt khá lâu, nhưng mà Creta đang thể hiện một sức mạnh rất tốt với khoảng 1.000 xe được bán ra trong tháng 2. Những cái tên còn lại trong phân khúc này thì thực sự là rất mờ nhạt và không có gì đáng để bàn cãi ở đây cả. Cuối cùng thì một phân khúc khác mà chúng ta buộc phải đề cập tới không xuất hiện ở bảng xếp hạng xe ăn khách, đó là crossover hạng A. Trái với suy nghĩ và kỳ vọng của nhiều người thì phân khúc này dường như không thể hiện được sự hấp dẫn với nhiều người dùng xe hơi. Người ta có lẽ là với ngân sách mà hạn hẹp thì đã chọn xuống Hyundai i10 rồi. Còn ngân sách mà tốt hơn một chút xíu thì ok, chúng ta sẽ nhỉnh lên với những chiếc crossover hạng B và kiểu giá rẻ như là Creta hay là MG ZS. Thế nên các mẫu crossover như kiểu là Sonet hay là Ray bây giờ không phải là những mẫu xe quá dễ gặp ở ngoài đường. Tạm biệt bảng xếp hạng của thị trường Việt Nam trong tháng 2, chúng ta đến với bảng xếp hạng của toàn cầu trong năm 2022. Và ở đây thì Toyota Corolla là cái tên được vinh danh với gần 1,12 triệu xe được bán ra trong năm 2022. Ngoài ra thì Toyota cũng là một tên tuổi hết sức uy tín khi đóng góp tới 4 trên 10 mẫu xe ăn khách nhất toàn cầu. Ba cái tên còn lại thì không quá xa lạ với người Việt Nam đâu, Toyota Camry, Hilux và RAV4 chứ không phải Toyota Corolla Cross. Và nhắc tới Toyota RAV4 thì chúng ta cũng phải đề cập tới sức mạnh hết sức ghê gớm của nó trong năm 2022 khi bán ra được tới 870.000 xe và đè bẹp những cái đối thủ như là Hyundai Tucson hay là Honda CR-V. Nhắc tới tham chiếu là quốc gia thì có lẽ xe Mỹ và xe Nhật đang là sự lựa chọn ưu tiên của toàn cầu. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy tận 5 mẫu xe Nhật đóng góp, 4 mẫu xe Mỹ và cuối cùng chỉ có một mẫu xe Hàn thôi. Hyundai Tucson là cái tên duy nhất. Cuối cùng thì chúng ta sẽ vẫn phải đề cập tới một trào lưu đang rất thịnh hành ở Việt Nam, đó là hâm mộ xe Trung Quốc. Mặc dù xe Trung Quốc thì có rất nhiều giá trị tốt và không thể nào phủ nhận được sự phát triển đặc biệt tốt của ngành công nghiệp xe hơi nước láng giềng,
Nhưng nếu xét theo quy mô toàn cầu thì rõ ràng là người tiêu dùng vẫn lựa chọn xe Nhật, xe Mỹ và xe Hàn Quốc chứ chưa phải là xe Trung Quốc. Người ta thường nói về thiên thời địa lợi nhân hòa để đề cập tới các nền tảng của thành công. Và câu chuyện này thì tôi cho rằng cũng khá đúng với xe hơi, khi mà bạn là một mẫu xe xuất hiện sớm này, tạo lập được thị trường, có cộng đồng người dùng đông đảo và tạo ra một cái tâm lý ưa chuộng thương hiệu nữa thì nó sẽ là quá tuyệt vời. Và còn gì khủng khiếp tuyệt vời hơn nữa khi chúng ta lại một mình một sân, đó chính là trường hợp của chiếc Kia Carnival, mẫu xe mà chúng tôi vừa mới đăng tải video đánh giá cách đây một tuần. Mẫu xe này thực sự là thuộc diện không cần phải review, vì tôi vẫn nói vui là dù tôi có nói như thế nào ấy, mà bạn có ngân sách khoảng 1,5 tỷ và đang đi tìm một chiếc MPV cỡ lớn thì lựa chọn duy nhất của bạn là Carnival, bạn không thể nào nghĩ tới một cái tên nào khác. Tuy vậy thì tình huống này có lẽ sẽ thay đổi trong thời gian tới khi mà TC Moto, đơn vị phân phối Hyundai tại Việt Nam, có vẻ như là đang đánh tiếng về việc họ sẽ sớm phân phối chiếc Hyundai Custo tại thị trường Việt Nam, một cái tên nghe cũng khá là lạ lạ với nhiều người. Tuy vậy thì câu chuyện ở đây không phải là chiếc Custo sẽ thực sự tham gia vào phân khúc MPV cỡ lớn của chiếc Carnival, mà nó sẽ có thể san sẻ bớt khách hàng, tức là vẫn là cái nhu cầu tìm một chiếc MPV đủ rộng rãi cho 7 người, chiếc Custo có thể thu hút bằng một mức giá thấp hơn. Và sau đây là một vài lý do mà chúng ta có thể tin rằng chiếc Custo sẽ tham gia vào phân khúc giá rẻ hơn Carnival. Đầu tiên là nó được xây dựng trên nền tảng của chiếc Hyundai Tucson chứ không phải nền tảng cỡ trung kiểu Kia Carnival trên Sorento. Sau đó là kích thước nhỏ hơn chiếc Kia Carnival khá nhiều. Và cuối cùng là nguồn gốc, nó là một sản phẩm kết hợp giữa Hyundai và 3X. Thế nên là tổng thể chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng mức giá theo kiểu rất hấp dẫn. Sau đó là về phần động cơ, mặc dù chưa có bất cứ thông tin chính thức nào về chiếc Hyundai Custo ở Việt Nam, tuy vậy thì tham khảo thị trường Trung Quốc, chúng ta sẽ nhìn thấy động cơ 1.5 167 mã lực và 253 Nm moment xoắn, những con số thấp hơn Carnival khá nhiều. Thế nên theo dự đoán của cá nhân tôi, chiếc Hyundai Custo sẽ tham gia vào một phân khúc được gọi là MPV cỡ nhỡ, nơi mà chúng ta sẽ nhìn thấy sự xuất hiện trở lại của chiếc Toyota Innova thời gian tới. Và cả hai mẫu xe này thì tôi tin rằng nó sẽ phải lựa chọn một cái chiến lược cạnh tranh theo kiểu khôn khéo, tức là né khu vực của những chiếc crossover cỡ trung kiểu Sorento ra. Và bởi vậy thì tôi sẽ dự đoán giá của cả Custo lẫn Innova cho bản cao nhất không thể nào quá ngưỡng 1,1 tỷ đồng được. Trường hợp khó khăn sẽ rơi vào cái tên Innova khi mà mẫu xe này thậm chí còn phải né khu vực của người anh em đang rất ăn khách là chiếc Toyota Corolla Cross. Nếu mà giá của Innova bản thấp ý, mà rơi xuống ngưỡng khoảng dưới 900 triệu thì quả thật là không khác gì dẫm lên chân của chiếc Cross cả. Chúng ta cùng chờ đợi xem cuộc đối đầu giữa chiếc Custo và Innova có thể nào bào bớt tập khách hàng của những người đang muốn mua Carnival đi hay không. Tiêu đề mà các bạn nhìn thấy chính là nhận định của thương hiệu Nhật Bản Nissan. Thương hiệu này họ tin rằng ít nhất tới năm 2030 thì giá xe điện mới tụt về giảm bằng giá xe xăng được. Còn trước đó thì có lẽ vào năm 2026 giá của những mẫu xe hybrid sẽ tương đương với giá xe xăng thông thường. Và để tạo ra điều này thì Nissan họ hướng tới việc sản xuất ra những cái hệ động lực và chia sẻ chung nhiều bộ phận nền tảng. Và ví dụ như các bạn sẽ nhìn thấy một module máy điện của Nissan sẽ có 3 cấu phần, trong đó thì một module máy hybrid e-power bây giờ sẽ có 5 cấu phần chính. Và như vậy thì hai kiểu máy này có thể chia sẻ chung một số bộ phận nền tảng và từ đó cắt giảm chi phí sản xuất. Nissan là một trong số những cái tên đang có vẻ đi ngược lại trào lưu chung khi mà họ đặt cược vào ván bài hybrid nhiều hơn là thuần điện hoàn toàn. Ở Việt Nam chúng ta đã nhìn thấy sự xuất hiện của chiếc Nissan Kicks, chính là ví dụ tiêu biểu cho hệ động lực e-power của họ. Chúng ta có thể chạy một cỗ máy gần như là bằng điện hoàn toàn, trong khi đó vẫn cần đổ xăng để sạc và tiếp thêm năng lượng cho hệ động lực điện. Bên cạnh đó thì cũng rất nhiều người tin rằng một khoảng thời gian ngắn sắp tới chúng ta được nhìn thấy sự xuất hiện của chiếc Nissan X-Trail cũng sử dụng hệ động lực e-power. Với mẫu xe này thì chúng tôi cũng đã có một video walkaround khá nhanh để cung cấp tới anh em những cái thông tin nền tảng rồi. Các bạn có thể tìm kiếm bằng cụm từ khóa là Nissan X-Trail Gear Up để xem lại. Khi gửi lời chào tạm biệt anh em, chúng tôi muốn nhắc lại rằng ở Gear Up đã đăng tải một vài video khá thú vị trong tuần vừa qua và được anh em rất ủng hộ. Đó là video đánh giá rất nhanh với chiếc Ford Everest và sau đó là video so sánh chiếc Hyundai Tucson, Toyota Cross HV và Ford Territory. Ngoài ra thì ở các video của chúng tôi muốn làm nội dung cũng đã giới thiệu tới các bạn một vài video mà các bạn có thể muốn tham khảo ở phần mô tả cũng như là pin comment. Nhớ dành thời gian để tham khảo khu vực đó. Và cuối cùng là hẹn gặp lại anh em ở trong rất nhiều video recap tiếp theo của Gear Up.